Yeah. Y'all need to prepare for the dopest track in the house, baby. You already know who it is. D-Lo in the house. Ready? I'm a young boy in the hood. Bước ra đường chỉnh tề và ngay ngắn. I'm a young boy in the hood. Đi lâu ấy cả ấy cái may mắn. I'm a young boy in the hood. Bước ra đường chỉnh tề và ngay ngắn. I'm a young boy in the hood. Đi lâu ấy cả ấy cái may mắn. Và có nhiều thứ vẫn còn đang xuất hiện online cho những ai mà còn chưa biết. Có một thằng nhóc đã tập tuệ câu hát viết nhạc ở trong một ngày mưa ra giết. Vẫn còn tha thiết với những phần câu. Anh đi gì từ đâu vội vàng xuất hiện và gió. Yeah, như là phong cách Tây Âu. Ta may mắn biết ta đã được dẫn dắt đi theo đúng đường. Và sau này sẽ hài cục tiền. Bên cạnh là một em gái cực xinh. Lại có biết luôn cả thái cực quyền. Lâu ta chắc như từ thành kiên cố. Tay ta nắm đủ mọi loại hình nguyên tố. Xét theo tần số thì anh luôn lộc lá. Bước vào cuộc chơi bố bị anh luôn bộc phá. Là kẻ may mắn, luôn là kẻ may mắn. That's right. Sẽ là người duy nhất chiến thắng trên đường tới tìm em. Anh là kẻ may mắn, let's go. Luôn là kẻ may mắn. That's right. Ván bài này ta sẽ trắng khi không đã bên nhau. Everybody rock like that. Everybody wanna make a truck like that. Khi mà ta luôn có may mắn bên trong và ta tin tưởng vững bước xuống không vì đã thành công vì ta đã đem hip hop like that. Okay, may mắn thì ta có anh em khi những tiếng vẫn còn bên tai và đập 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 đập. Vẫn luyện tập, luyện tập, những điện giật vẫn luyện tập cho đến tận canh đêm. Let's get it. Khi phát hiện ngang mà lên sân thần thái anh lạnh hơn cả gió lùa. Mr. Lucky Boy tiến vào show may mắn của anh còn hơn cả gió mùa. Pick it up, pick it up, pick it up. Mang đến sức ảnh hưởng từ con flow rắn chắc như là cột đá đi sâu như kiểu ông đi lâu đang đi lâu lại tạo lên một bước đột phá như bóng đèn đang bật rồi lại tắt. Nghe được giai điệu giống như là nước chảy sao rồi lại lắp. Như đuôi rồng không lo bị sức vẩy và rồi lại tắt. Nghe giai điệu giống như là nước chảy xong một rồi lại lắp. Như đuôi rồng không lo bị sức vẩy. Yeah, let's go. Sẽ là người duy nhất chiến thắng trên đời tìm em. Anh là kẻ may mắn, let's go. Luôn là kẻ may mắn, that's right. Ván bài này ta sẽ D-Lo. Pepsi không calo, sảng khoái tô đỉnh, bùng cùng rap Việt. Lay's snack khoai tây số 1 thế giới, giòn ngon, view cùng rap Việt. Wow wow wow, rất nóng thưa quý vị với 4 sự lựa chọn. Anh cảm ơn quý vị ban giám khảo ạ. Wow. Anh thấy là từ lúc mà Huawei đạp cái thứ tư là em xóa. Như đuôi rồng không lo bị sức vẩy. Yeah, let's go. Sẽ là người duy nhất chiến thắng trên đời tìm em. Anh là kẻ may, let's go. Không còn gì để mất cả. Bài hơi tốn hơi ạ. Em có cần uống miếng Pepsi? Dạ, còn được thế tốt quá ạ. Vâng. Các em ơi. Các em ơi. Rồi, xong. Đó, em thấy không? Thấy cũng hiện diện không? Nhanh gọn lẹ. Vừa châm. Ừ, đó. Dễ thương không? Cầu được ước thấy. Uống miếng đi em. Thở quá. Nó hát mà nó bạc tóc luôn thì cái tội nghiệp. Rất là đầy energy. Trẻ trung, hiện đại và... Yeah, xin mời mọi người. Em đi lâu khi nào em mới về? Chắc cũng khá lâu rồi ạ. Anh nghĩ anh muốn em về liền ngay đây, về đây. Em viết cái bài hát của anh ngay trước mặt anh thì anh cũng không biết nói gì hơn hết. So beautiful work. Em cầu anh buông Benji ạ. Lyric hay, fast flow rất là trôi chảy, bố cục rất là chặt chẽ và những điểm rơi thả rất là hợp lý. Phong cách biểu diễn tốt, năng lượng best. Chưa tìm điểm nào để chê. Rồi, em cảm ơn anh Karik ạ. Từ đầu chương trình đến giờ tôi thấy Karik thả ra một cái gì đó mà rất là nhẹ nhàng cho thí sinh, dễ thở. Thấy là Wowy có thích thú với tiết mục này. Dạ, lời nhận xét của em y chang như Karik luôn ạ. Cảm ơn Wowy, xin mời Ramastic. Anh chả biết phải nói gì cả. Cảm ơn Ramastic.
Ai mà bây giờ cứ không biết nói gì thì tôi cứ mời những người cần nói để mà nói, đúng không ạ? Mời em ok. Em dự một cuộc thi như thế này lần thứ mấy rồi? Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của em được đứng trên một cái sân khấu lớn như thế này. Wow. Từ đầu chương trình anh có một cái niềm tin những cái bạn thí sinh lần đầu tham dự chương trình các bạn sẽ vận dụng hết tất cả những cái sự chuẩn bị và những kỹ năng giỏi nhất lên sân khấu của Rap Việt mùa 2. Ngay ở verse 1 thì anh đang lo là những cái sự liên kết giữa các ba của em và những cái câu chuyện anh đang thấy nó hơi bị đều. Nhưng mà từ verse 2 trở đi anh bị đánh bại cái suy nghĩ đó. Anh cảm thấy là tất cả những gì em làm thực sự là hoàn chỉnh và em đã phá tan mọi cung bậc cảm xúc. Em đã cho anh một cái nguồn năng lượng ở trên sân khấu và anh thực sự anh cảm thấy ấn tượng về màn trình diễn này. Đúng rồi, cảm ơn anh ok ạ. Anh ok, cho em hỏi phải cái chỗ cảm xúc mà anh nói ở verse 2 là chỗ bạn bật đèn chớp tắt không anh ok? Anh rất ấn tượng những cái đoạn mà dồn flow, dồn chữ để mà bạn đẩy cao trào. À, như anh nghe như kiểu bị đánh lừa cảm giác đúng không? Đúng rồi. Đấy là do bạn ấy giỏi đấy. Xây dựng cái cấu trúc bài nó cực kỳ thông minh. Khi mà em đi lên sân khấu này, em cue cái beat của Binz. Nếu để mà nói nhá, cái đoạn của em hoàn toàn có thể thay thế được đoạn Binz trong ca khúc đấy, nếu mà nó không ngoan. Rồi, cảm ơn anh rất là tuyệt ạ. Tôi cũng thấy là bạn có một cái bố cục rất là liều lượng. Bạn chia cái khẩu phần nó rất là vừa phải cho cái thực khách không có bị dội. Mà sau khi họ thưởng thức cái món ăn tinh thần của bạn thì họ vẫn còn lưu luyến. À, cái đó là một cái điều rất là hay từ cái người mà trẻ tuổi như bạn. À, mùa 1 em ở đâu? Dạ, mùa 1 em xem chương trình ở nhà rồi. Em không được biết đến, em bỏ lỡ hay là do mùa 1 em cảm thấy là mình chưa đủ tự tin để đến? Dạ, mùa 1 thì em chưa đủ tự tin vào khả năng của mình để tham dự cuộc thi ạ. Ok, và bất cứ sự chờ đợi nào cũng có cái giá trị của nó, đúng không ạ? Và chúc mừng em với 4 lựa chọn. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Em đến đúng nơi, bây giờ em chỉ cần về đúng người thôi. Ok, xin các vị huấn luyện viên cho chúng tôi những chính sách ưu đãi của đội các anh để cho em của tôi nó biết là tương lai của nó sẽ đi về đâu. Xin mời Ramastic. Để mà tốt nhất cho em thì em nên về với một huấn luyện viên người Hà Nội và am hiểu cái văn hóa cũng như là cái dòng nhạc này một cách rõ ràng và dễ liên hệ với em nhất. Từ trước đến nay, hai anh giám khảo đẹp trai ạ, có rất là nhiều các bạn đến từ Hà Nội. Sao lại có chữ hai giám khảo đẹp trai ở đây nữa nhỉ? Muốn về với đội Ramastic nhưng mà lại bị dòng đời đưa đẩy để đến với những vị huấn luyện viên rất là xa các bạn. Đối với một tài năng như thế này, bạn có rất là nhiều tố chất, cái chất giọng chiến như thế mà không cho vào một cái team thiện chiến như thế này, có phải nó là một cái sự lãng phí không? Chính vì thế nên là rất là mong hai vị giám khảo sẽ thật công tâm rút ngắn quãng đường thành công của bạn lại để bạn về với đội Ramastic và Ramastic giúp cho bạn tỏa sáng người người. Tiếp nhận ý kiến. Quý vị có thấy là cái bài phát biểu vừa rồi nó giống như một cái bài phát biểu của một nịnh thần, đúng không? Đúng không? Ok, xin cảm ơn sự thành tâm của Ramastic. Cảm ơn anh Ramastic ạ. Anh cũng nhắc là em đang cầm cái ly của Ramastic. Dạ vâng. Có ý đồ hết đó. Rõ ràng em, điều đó không bàn cãi. Em cực kỳ thèm muốn bạn. Ý đồ rất rõ ràng, rành mạch. Người ta thèm muốn như thế nào? Đó là của người ta. Còn bây giờ là cái thèm muốn của em. Em thể hiện đi. Để em cuối cùng đi. Cái gì em cũng để cuối cùng hết á. Để anh coi em còn cái gì để nói hay không. Mời Bin. Well, anh nghĩ em cần cái chìa khóa với lại những cái từ ngữ để em mở cửa được trái tim của người miền Nam. Đó cũng là yếu tố quan trọng cho em. Thì em cứ đặt nó lên cán cân thôi. Em xem những gì em cần chiếm trái tim của người Hà Nội, cái điều mà em đã có, hay là em muốn cái âm nhạc của mình nó đi xa rộng hơn nữa. Một lời đề nghị đáng suy nghĩ chứ nhờ. Dạ vâng. Cảm ơn Bin. Mời Quá Quý. Anh chỉ nói một câu thôi, em nghe em hiểu liền. Chương trình này phát sóng cả nước. Không hiểu. Hai bạn kia là trong trái tim của người Hà Nội, bạn kia văn hóa Hà Nội. Mọi người hiểu nhầm ý Ramastic rồi. Ramastic bảo với mọi người là Ramastic là một người Hà Nội, vì thế nên là khả năng liên hệ với bạn, đồng cảm với bạn nó rõ ràng hơn, chứ không có nghĩa là bảo bạn chỉ làm nhạc phục vụ cho người không, Hà Nội. Không bao giờ như không thế. Không, Ramastic hiểu nhầm ý của Wowy rồi, và Wowy cũng hiểu nhầm ý của Bin luôn. Chương trình phát sóng cả nước nhưng mà cái ngôn ngữ mình dùng để mình, you know, mình focus vào cái khu vực nào đó là do cái lựa chọn của mình. Ý là Ram nói thế có nghĩa là Ram đang khá là đơn độc ở trong cái khán phòng này. À không, tôi thật sự là rất là đồng cảm với Ramastic trong cái
chiến dịch lần này, cái ý của Ram rất là thiện chí. Lần này là thiện thật. Đúng rồi, giống như một gặp một người đồng hương. Đúng. Và mình đồng cảm. Và mình rất dễ là hiểu nhau hơn, đúng không? Chúng ta đừng có dựa vào cái vẻ bề ngoài có vẻ hèn hạ đó mà chúng ta làm sai đi cái ý tốt của một người huấn luyện viên tận tâm, đúng không? Đúng rồi. Ừ, nó rất là chân thành. Tức là những người đồng hương họ dễ đồng cảm, dễ liên hệ nhau, hiểu không? Còn ý anh Huawei thì đúng là phát cả nước, chúng ta phải chinh phục đối tượng là cả nước. Nhưng cái ý anh Bin cũng có cái hay là mình cũng phải có một cái đối tượng nào mình đặc biệt chú ý, đúng không? Hợp lý chứ, nó có cái để mình suy nghĩ. Xin mời huấn luyện viên cây búa. Thật ra theo quan điểm của anh thì em đã đầy đủ hết tất cả mọi yếu tố rồi. Và tất cả các lời mời gọi kia anh cảm thấy nó không thực tế cho lắm. Tại vì anh đã nghe nó quá nhiều rồi. Đó là lời chia sẻ chân thật của anh. Em hãy nói những gì mà người ta chưa nghe coi nè. Vấn đề của đây á, anh nói lại lần nữa là em đã có đầy đủ mọi yếu tố. Và cái em cần là một người dẫn dắt có đầy kinh nghiệm cho em trên chiến trường. Chiến trường ở đây anh nói là sân khấu. Và anh là người ở đây nhiều kinh nghiệm nhất. Cái này mình cũng có nghe rồi. Đúng không? Mình cũng có... Mùa trước thôi không? Ừ, anh cũng không nha, anh có thể mở lại mùa trước. Chắc chắn là không có câu này. Bởi vì nó nằm trong đây hết. Thì chắc chắn là không có câu này. Nó có thể là một câu tương tự cái ý của câu này. Mở ra em nghĩ nếu nó có tương tự thì nó cũng sẽ ngắn gọn hơn. Thật ra đấu trường này cũng mới mở 2 năm. Mọi người đều kinh nghiệm như nhau đó. Để nói là kinh nghiệm về sân khấu, kinh nghiệm về chiến trường ở ngoài đời. Kinh nghiệm sân khấu em chỉ cần lên khoảng vài lần là em sẽ hiểu những gì mà em cần lắm. Không có gì quá kinh khủng ngoài sức tưởng tượng của chúng ta cả. Quy không nghĩ như vậy đâu Ramastic à. Mỗi lần lên một cái sân khấu khác nhau á, nó sẽ có một cái ý nghĩa khác nhau. Tất nhiên là ý nghĩa khác nhau. Nhưng mà em đang nói là về kinh nghiệm. Để mà chúng ta kiểm soát tốt, thể hiện được bài diễn của mình thật tốt, thì điều đó thực sự không cần quá nhiều lần lên sân khấu để chúng ta có thể hiểu rõ được cái điều đấy. Riêng cái này thì phải binh lại bên Karik với Huawei một tí. Là bởi vì có thể là không cần phải lên sân khấu nhiều lần, nhưng mà những người đã có trải nghiệm về nhiều thể loại và địa hình sân khấu, ít nhất là họ có cái kinh nghiệm để hướng dẫn cho em nên đối phó với một sân khấu như thế nào để tốt nhất với cái không khí và cái năng lượng mà cái sân khấu đó đáng phải có. Vâng, chính xác là như vậy. Tại vì ở những cái sân khấu nhỏ, lớn và những cái năng lượng mỗi người khác nhau, và mình phải dành một cách ứng phó, xử lý làm sao cho nó hợp lý nhất để tốt cho bản thân mình, cũng tốt cho cái hiệu ứng ở sân khấu. Đúng, Ramastic cũng công nhận cái điều đấy. Và anh cũng chia sẻ luôn là những cái sân khấu mà đông người giống như anh Karik, anh Huawei, anh Binzi đã từng đứng thì Ramastic cũng đứng. Nên là anh cũng có thể có được kinh nghiệm để cho em. Vâng, xin cảm ơn ý kiến của 4 vị huấn luyện viên. Và bây giờ sẽ là quyết định của 2 vị giám khảo. Thực ra thì đối với em, anh cảm thấy là cái điều em cần nó cũng không hẳn phải là một cái chỉ đường dẫn lối về những cái phần trình diễn này cả. Tại vì bản thân cái bản lĩnh ở trên sân khấu của em nó đã có rồi. Nó chỉ là vấn đề kinh nghiệm và vấn đề lâu dài. Càng đi nhiều, càng góp nhặt được nhiều thì em sẽ càng tự học được cho mình nhiều thứ hơn. Và cái bản thân cái đấy là cái ý nghĩa nhất đối với em. Trước khi cả hai đưa ra một quyết định chung thì tôi xin được hỏi ý kiến riêng của cả hai vị. Đừng bàn gì nhau cả. Hãy cho tôi biết trái tim của các bạn hiện nay đang muốn hướng anh chàng này về với ai một cách chân thật nhất. Mời OK. Bản thân anh hiện tại thì anh đang lưỡng lự giữa Ramastic và Karik. Đó là ý kiến của LK. Mời Justati. Trái tim anh thì hướng về Karik. Ồ. Nhưng lý trí của anh thì lại hướng về Ramastic. Và thực sự thì anh luôn luôn làm theo lý trí của mình. Và nếu để chọn thì anh sẽ chọn Ramastic. Và xin hai người cho chúng tôi một cái tổng kết chính xác là bạn sẽ về với đội của anh. Ramastic. Mời em về với Ramastic.